Daily Mail, Ben White rời tuyển Anh không phải do có việc cá nhân như Raheem Sterling. Thay vào đó, hậu vệ này bị gạch tên khỏi World Cup vì gây bất đồng nội bộ. Trước đó, Haaland và White đã có lời qua tiếng lại trong cuộc họp đội trước cuộc gặp tuyển Mỹ. Cựu cầu thủ của Brighton chỉ trích trợ lý huấn luyện viên không biết về thống kê cá nhân của anh và cũng không đưa ra thông tin cần thiết về đối thủ. Ngoài ra, một số nguồn tin còn tiết lộ cầu thủ đang khoác áo Arsenal gặp nhiều khó khăn trong việc hòa đồng với các đồng đội mới. Sau những sự cố này, ban huấn luyện tuyển Anh đã quyết định gạch tên Ben White nhưng vẫn giữ kín thông tin để bảo toàn danh dự cho cầu thủ sinh năm 97. Theo Bill và báo chí Anh, Jude Bellingham sẽ nói với các ông chủ của Dortmund về mong muốn rời câu lạc bộ sau World Cup, mặc dù vẫn còn hợp đồng đến năm 2025. Như đội bóng khổng lồ như Real Madrid, Man City và Liverpool đều bày tỏ sự quan tâm trước đó đến tiền vệ này, nhưng có vẻ như Liverpool đang chiếm lợi thế hơn cả. Đáng chú ý, Dortmund từng hét giá bán Jude Bellingham lên tới 150 triệu euro. Phía Bellingham, bao gồm cha mẹ và cố vấn Mark Bennett là những người đàm phán chính cho các cuộc thỏa thuận này, có thông tin cho rằng cha của Bellingham muốn con mình chuyển đến sân Anfield. Thông tin về việc tiền vệ De Paul gặp chấn thương và không tham gia tập luyện cùng Argentina trước trận đấu đầu Hà Lan tại tứ kết là không chuẩn xác. De Paul chẳng gặp vấn đề nào cả, anh vẫn tập luyện bình thường cùng đội tuyển và hoàn thành trọn vẹn giao án. Trên trang cá nhân, De Paul đăng tải bức ảnh tập luyện cùng với cả đội. Mọi chuyện vẫn rất ổn. Chúng tôi đang làm việc chăm chỉ để chuẩn bị thật tốt cho những phút cuối cùng cho thêm một trận chung kết nữa tại World Cup 2022. Trong buổi họp báo trước thềm trận gặp Hà Lan, Lionel Scaloni cũng lên tiếng phủ nhận việc De Paul gặp chấn thương. Ông không hài lòng khi giới truyền thông loan tin không đúng sự thật về nội bộ. Thomson Sport, ở World Cup 2022, đặc biệt trước trận gặp Pháp tại tứ kết, Gareth Southgate đã khuyến cáo các cầu thủ tránh dính thẻ đỏ ngớ ngẩn như Beckham và Rooney từng chịu tại giải đấu này. Kieran Trippier, bóng gió tiết lộ thông tin này trong cuộc phỏng vấn hôm qua. Điều quan trọng nhất là chúng tôi phải đảm bảo quân số trên sân. Chúng tôi là đội bóng có kỷ luật vì vẫn chưa nhận bất cứ thẻ phạt nào ở World Cup lần này. Rõ ràng đôi khi bạn cần phong độ chiến thuật nên khó tránh bị phạt thẻ, nhưng chúng tôi phải tránh nhận thẻ vì những lỗi ngớ ngẩn. Như Trippier đã chia sẻ trước trận gặp Pháp, anh chưa có cầu thủ nào bị dính thẻ. Hiện tại, thầy trò Southgate đang đứng đầu danh sách giải Fair Play. Hiệp hội bóng đá AUF thuê luật sư có tiếng trong giới thể thao để bào chữa cho Jose Jimenez cùng với đồng đội. Theo Mundo Deportivo, Hiệp hội bóng đá Uruguay đã thuê Aaron Reck, luật sư cũ của Lionel Messi, để bào chữa cho Jimenez và một số tuyển thủ quốc gia nước này. Trước đó, FIFA đã mở hồ sơ điều tra hành vi của cầu thủ Uruguay sau trận thắng 2-0 trước Ghana tại vòng bảng. Do bức xúc sau khi bị loại, một số cầu thủ và huấn luyện viên Diego Alonso đã vây lấy trọng tài và có những lời lẽ khó nghe. Thậm chí Jimenez còn bị phát hiện có hành vi được xem là hành động hành hung một quan chức FIFA. Theo điều 11 và 12 trong bộ luật xử phạt của FIFA, Jimenez có thể bị cấm thi đấu tới 15 trận. Mikel Arteta đã cập nhật tình hình chấn thương của Gabriel Jesus và Emil Smith Rowe sau chiến thắng 3-0 của Arsenal trước Lyon. Với các pha lập công của Magalhães, Nketiah và Vieira, Emil Smith Rowe vẫn chưa thể trở lại. Anh mới chỉ có 47 phút chơi tại mùa này. Khi được hỏi về Smith Rowe sau chiến thắng trước Lyon, Arteta cho biết cậu ấy đã trở lại tập luyện và đang trong quá trình hồi phục. Chúng tôi cần phải cho cậu ấy thêm thời gian. Arteta cũng chia sẻ thêm về tình hình của Jesus. Cậu ấy cần đến 3 tháng để hồi phục ư? Chúng tôi biết rằng cậu ấy cần một số can thiệp ở đầu gối và chúng tôi phải thực hiện từng ngày, từng tuần. Alexander Đặng mới đây đã có những chia sẻ xung quanh quyết định trở về Việt Nam thi đấu. Được biết, anh vừa chính thức ký hợp đồng có thời hạn 1 năm với Nam Định. Và chia sẻ về chuyện này, cầu thủ sinh năm 1990 cho biết: khi Việt Nam mở cửa cho các cầu thủ gốc Việt về thi đấu, thì điều này không còn xa lạ với tôi. Tôi là một cầu thủ có thể thích nghi nhanh chóng ở môi trường mới. Điều này hoàn toàn không phải vấn đề khiến tôi lo lắng. Tất nhiên, việc thích nghi phải cần có thời gian, cho dù đó là Việt Nam hay một môi trường nào khác. Alexander Đặng cũng cho biết anh không đặt nặng chuyện tiền bạc khi về Việt Nam, mà thay vào đó, cầu thủ này muốn trải nghiệm thứ bóng đá ở quê hương của cha mình.